nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện khắp thông rào. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lưa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc sao đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu thương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Mình vừa nghe một đoạn nhạc test qua chức năng kết nối điện thoại thì các anh cảm nhận chất lượng âm thanh của dàn này như thế nào? Quá tuyệt vời. Chất âm thanh, chất lượng âm thanh phải dùng từ là rất là sạch, trong. Và mình nghe nhạc thì khỏi chơi rồi đúng không? Em xin giới thiệu, đây là dàn trung thất rời, model là Denon 7.5S. Lo em phối ghép theo dàn là Denon SCE212. Bây giờ mình sẽ nói về cặp lo trước, sau đó sẽ là bộ đầu âm ly sau. Lo Denon SCE212, đây là một trong những cặp lo book sale rất là hiếm của thương hiệu Denon với sản xuất tại Made in An Lân. Thì đa phần mình sẽ thấy Denon là da băng hoặc là China, nhưng cặp này cực kỳ ít gặp nha, Made in An Lân. Công suất của nó đạt tới 400W trên cặp lo. Chiều cao của lo là 28cm. Chiều ngang của cả bộ dàn theo cách bài trí trên clip của em là 88cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng tầm 40-50m2. Hàng nội địa Nhật nguyên bản, nguyên zin, chạy điện 100V. Bát của lo là 15cm. Hình thức lo góc cạnh cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ em sẽ quay mặt sau. Denon E212 200W một thùng, 400W trên cặp lo. Trở kháng của lo là 6 ohm. Trạm lo là sắp bắp chuối. Hình thức của lo mặt sau. Chút xíu em sẽ tách rời riêng cặp lo ra, em sẽ chụp cho mình xem nha. Còn về âm ly thì gồm có 4 thất rời sử dụng nguồn độc lập kết nối với nhau bằng dây AV. Âm ly đánh 2 kênh A, B, A cộng B. Nói nôm na là nó có thể đánh được 2 lo hoặc 4 lo cùng một lúc. Denon 7.5S này gồm có 4 thất rời, âm ly, CD, tuner và cassette. 4 thất rời tất cả đều hoạt động ok, sử dụng nguồn độc lập kết nối với nhau bằng dây AV. Đây em quay phía trong từng chạm lo, phía sau từng sắt cho mình xem nha. Rồi em vừa đụng cái sắt nào luôn rồi. Đây em vừa đụng cái sắt này. Công suất của âm ly, để em xem nha, nó đang nằm ở đâu. Công suất âm ly là 120W. Đây nó nằm tốt ở dưới góc này nha. Công suất âm ly là 120W. Hàng nội địa Nhật nguyên bản, nguyên sim, chạy điện 100V. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Cần mua cục đổi nguồn theo chung với dàn thì liên hệ em. Giá cục đổi nguồn là 200.000. Hoặc mình có thể mua đổi nguồn mắc tiền hơn tí xíu thì cứ liên hệ vào Zalo, em sẽ tư vấn. Em quay gần cận cảnh lo cho mình xem nha. Clip hơi dài, vui lòng mà nghe hết clip giúp em. Trên âm ly này mình có thể chỉnh được kênh A, kênh B, chỉnh ba lăng. Chọn chế độ loud bass, bass sẽ sâu hơn gấp đôi và chế độ nghe nhạc vàng mượt mà hơn. Chỉnh được bass, treble, sound direct và chuyển ngõ để kết nối nhiều thiết bị ngoại vi khác. Mặt dàn là phay nhôm màu xám. Xung quanh nó có viền chỉ màu vàng châm banh như vậy, cực kỳ sang. Thì đối với Denon mà dàn trung cao cấp thì khỏi bàn cãi về thiết kế cũng như chất liệu làm lên nó. Ở đây là thân cassette hoạt động ok. Tuner FM là 108 bắc full đài Việt Nam. Đây là CD. Nãy giờ mình nghe nhạc qua chức năng kết nối điện thoại thì bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng CD cho mình tham khảo. Mua hàng bên em thì có hai cách thanh toán, một là chuyển đủ 100%. Em sẽ tặng cho mình
một cassette, một CD, một dây kết nối điện thoại, CD chích nhạc theo cầu. Nếu không muốn lấy ba quà tặng đó thì em sẽ đổi thành đổi nguồn cho mình. Còn nếu mà không chuyển đủ 100% thì vui lòng cọc cho em 1 triệu. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi nhận hàng thì vui lòng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship, liên hệ đến 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng hoặc nhắn tin Zalo cho em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình tham khảo trước khi mình chốt bộ vàng này. Bây giờ mình sẽ cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. Sau đó em sẽ test cassette và em xin kết thúc clip này nha. Khi mình nghe CD á thì đây mình lay nha. Mình lay CD mà nhạc nó không phát lên với lý do là mình chưa chuyển về CD. Mình nhắn về CD giúp em thì nhạc từ CD nó sẽ phát. Chiều nay có xu hướng chất âm Bookshelf thiên về hướng châu Âu á, nên mình nghe chất lượng âm thanh á nó hơi acoustic á, cổ điển á, cho bởi vì á mình nghe nhạc là xuất sắc luôn. Đối với các anh mà trưng bày cho phòng khách tầm 50m2 sử dụng bộ vàng này vô cùng tuyệt vời, rất xứng đáng để mình sở hữu, để vừa thẩm âm, vừa trưng bày, vừa nghe nhạc và vừa trang trí thêm căn phòng khách nhà mình sang trọng hơn. Em đã test xong CD, kết nối điện thoại và bây giờ em sẽ test cassette cho mình tham khảo. Mình sẽ chuyển về tab giúp em, tab số 1. Tab 1 nha. Mình đang nghe nhạc qua cassette. Và chế độ trên đây là tab 1. Vậy là cassette nè, CD nè, kết nối điện thoại đều ok. FM tần số là 108 Bắc Phun Đài Việt Nam nha. Bây giờ em xin kết thúc clip. Các nào mua hàng cứ liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Nami da desu. Minna to desu. Kamome desu. Soshite watashi wa hita o Okino isari ni mitsumete ru.